mặt ngầu vậy hả? Ăn gì mồ hôi ra mặt cái bách dịch vậy hả? Mặt tụi em mồ hôi hay gì hả? Tịch hả? Không phải. Một bộ cái mà. Nó nghe nè. Ăn đừng liếm môi nha. Nhìn cái mặt cô lẹ. Mồ hôi ướt giống em xìu á. Trái đợp đợp luôn kìa. Đi xem cha. À, xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn nha. Hello bạn nha. À, anh em mình sáng, anh em mình ở bên khu vườn hoang bệnh. Anh em mình vừa xong thử thách 48 giờ. Anh em mình về, anh em mình chạy xuống chợ, anh em mình mua bạn mớ tôm đem về nha bạn. Đây, đây là tôm sú loại 1000 nha bạn. Tại vì lô 1, lô 2, lô 3, lô 4, lô 5, lô 6, lô 7, lô 8. Anh em không có mua, không mua, anh em mua loại 1000. Là 1000 con hả? 1000 con ký á, không? Biết 1000 con ký không? Anh em mình sẽ làm một mớ tôm này, anh em mình sẽ sốt siêu cay đó nha bạn. Rồi anh em mình sẽ đem bản anh em mình chế biến để anh em mình cùng mời ông bà bên vườn xài hoang đó ăn cùng với anh em mình. Tại bữa hôm anh em mình ăn lẩu ngon quá mà anh em mình quên cúng. Nên hôm nay anh em mình sẽ bù lỗ lại một mâm tôm siêu cay này nha bạn. Ôi, ông bà ăn ngon chứ hả? Trời ơi, anh ơi không lỡ luôn. Mình ngon là ông bà cũng vẫn ngon không? Mình ăn cái gì là ông bà ngon cái đó. Không sao. Ừ. Tôm sú sao có lột, tôm này vô đây nữa hả? Thì nó không sú. Không sú hả? Ừ. Là nó đổ. Đúng hả? Không, nó không chịu sú, nó đổ. Cái có hay đâu? Ai biết. Cái đồ gì hả? Giấu, cho chơi giấu không anh? Giờ bây giờ anh em mình sẽ tiến hành để anh em mình làm cái món tôm sú sốt siêu cay nha các bạn. Đây, tiếp tục với cái cối của ông cố nội mình truyền lại. Mình hỏi ổng không hư hả? Hổng nó không hư. Rồi nó bị lấp bê vậy xong cái để nguội tự nhiên chạy lại à. Nó chưa hư. Vậy? Nó mới chữa hư à, nó chưa hư. Vậy là ông nội ông Hiển Linh rồi đó. Ông Hiển Linh thấy thèm mà giờ bỏ cà chua xe trước các bạn. Xe lần ở đó thôi. Ớt nè. Rồi nó cháy nữa. Ôi ôi. Rồi trời. Đã dữ không Tam? Khung khung xịt xịt luôn á. Giờ đổ hết cà chua vô mình xay luôn các bạn. Hãy lấy cái nước chua chua nó hồi mình sốt con tôm mới ngon nha. Cái này bỏ đường vô. Vừa chua mà vừa cay nó mới đã. Đó. Bỏ nước đá vô uống ngon chứ. Quên quên lộn lộn. Giống như xin tốt cà chua rồi trời. Bỏ đường, bỏ sữa vô, uống luôn. Đẹp lắm á. Ừ. Bỏ nước đá vô nữa. Rồi đưa ớt vô xay luôn. Ok. Giờ đổ ớt vô xay luôn nha bạn. Đó, let's go. Thật ngon lắm. Cái cay mới đã. Ớt nè. Tại vì bao tử mình không thể nào thiếu cay được. Trời ơi nè. Chưa mấy trái hồi để đâm nước chấm. Để có hết. Ừ, hết cái là tặng mặt luôn. Thì xay thôi, xay chung với cà chua luôn nha bạn. Vô bánh nữa rồi. Có ra cái lộn vậy tôi có cái đường. Tại vì cái cà chua hồi nãy là anh em mình đã bỏ hột hết chơi bạn. Những cái hột này là toàn là hột ớt không á. Đây cà chua anh em mình đã bỏ hết hột rồi. Action. Đâu cái hột ớt kìa. Những như tiền. Những như tương ớt. Ơ nhiều không Sam? Ớt với cà chua đã xay chung nha bạn. Anh em mình thấy nó làm như nó chưa có được có tột đỉnh lắm. Bây giờ anh em mình sẽ bỏ nửa chén bột ớt vô cái nữa ôi nha bạn. Trời ơi cay lắm Sam ơi. Cay hả? Cay đâu mà cay. Không có cay đâu. Vô luôn nha bạn. Vô nửa chén bột ớt luôn nè. Chơi luôn Sam. Tôi không biết sao ông cúng ông bà mới mốt ông bà ông cho quanh bệnh luôn á. Xịt lên nha, tao cho xịt lên nè. Rồi nó không xảy cái. Đều hả? Đều hơn nữa tôi quậy còn đều hơn nữa nè. Nó xay nó đều. Mày không xay đâu có đều. Bột ớt nằm trên không. Đây mình xay cho nó đều và bột ớt lên nha bạn. Đó nè, cái sấy cuộn cuộn trong á. Này là bột ớt nha. Vậy đó nè. Để nó xịt. Để nó xịt. Ủa đỏ này gì ông nội? Cuộn cuộn luôn. Trời ơi trời. Trong tôi đâu quyết. Trời ơi trời ơi. Wow. Ừ thôi tao không trúng. Văng yếu xìu hả? Ôi ôi đỏ kìa. Sao xây không văng, tắt lại xe không văng. Ghê chứ. Wow. Đây, bây giờ anh em mình sẽ chế cái này vô một cái keo hay một cái hũ gì để anh em mình đem qua bên cái vườn xài bên kia. Anh em mình sẽ chế biến cái món tôm sú sốt siêu cay này nha bạn. Đây, bây giờ anh em mình đã qua tới cái chòi ở bên vườn xài quang của anh em mình rồi nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành làm cái món tôm sốt siêu cay nha. Để anh em mình cùng mời ông bà ở đây ăn chung với anh em nha bạn. Ăn lần một bị đuổi đi luôn hả? Đây, hỏi anh em mình đã cháy nó vàng nha. Giờ vô tôm đi cô nè. Trời ơi. Wow. Ủa. Tao đổ hết đi xuống đất nè. Gì rồi của anh? Lái nè, lái nè. Không lẽ đâu mà lái cái thèm á. Ủa đổ kìa. Rồi nha. Ôi, xinh quá tuyệt vời không? Đây mình sẽ cháy tôm cho nó chín nha bạn. Cho nó thơm đi. Cái này hơn bồi bổ nữa rồi. Này thì cũng như là mình vừa cho tặng ông bà ăn rồi anh em mình cùng ăn luôn. Cũng bổ bổ luôn. Mình sẽ đem vô trong cái con tôm mình luôn nha bạn. Cho thấm vô tôm hồi mình ăn nó mới oh my god nha. Đầy muối. Được. Mắm.
mắm. Còn cái chén. Sao rồi, sao bây giờ đâu luôn. Cho thấm luôn cho các bạn, hồi nữa mình sốt cái ớt cay vô nó mới ngon. Trời ơi. Ủa thơm dữ trời. Thơm mà đỏ ngon vậy. Tôm mình nó đã chín nha bạn, giờ nó thấm cái đồ niêm trơn rồi, giờ nhắc xuống mà đưa vô cái mâm nha, để mình thắng cái nước sốt lên cay lên nó nha bạn. Đợi xuống rồi, lẹ rồi nè. Để xuống rồi. Không có đủ chứ. Rồi, dép. Rồi, dép nó luôn. Xuống kêu hết với anh lẹ. Lên. Đây, bây giờ mình sẽ thắng cái thao nước ốc, nước sốt ớt của mình nãy nè nha bạn. Trời ơi, đỏ lợm không? Vô luôn nha bạn. Trời ơi, nó đỏ. Trời ơi, nó dăng vô tao. Ủa, đã quậy. Còn đẩy còn kẹo gì đâu các bạn ơi. Cái chân cách thì quay, nếu hồi nó lỏng thì mình sẽ lấy cái nước của con tôm này mình đổ đang miếng các bạn, cho nó sạch sạch lại, giờ mình nêm sơ sơ nhẹ nhẹ cái nữa cho nó cái nước sốt nó có mùi vị luôn. Một chút bột ngọt, một chút đường, một chút bói gói luôn. Bói gói hả? Chạm tay anh rồi luôn. Một chút đường, một chút tóc rối và một chút muối và một chút nước mắm nữa nha bạn, là cái nước sốt của mình thành công tốt đẹp nha. Đó, ít nước mắm thôi em sao? Ok, vâng, xin cảm ơn. Ok. Rồi, sao để cho nó nóng này lên, cái chín ba cái ớt cái đầu hồi nó nước thiếu nước thì mình lấy nước tôm rồi mình đổ lên. Đó, cái hồi nó mình sốt lên trên đây nha. Trầu âu, bữa nay cay lè lử nữa đã. Vô mánh luôn rồi. Bữa nay tiêu cái lẩu nhị nữa rồi. Lẩu nhị cũng xong nữa rồi. Bữa nay lại là một đêm dài. Bây giờ cái nước sốt của mình nó đã thành công bạn, kẹo rồi, bây giờ mình sẽ chế lên trên mấy con tôm mình nha. Ồ, kẹo dưới đít nè. Đây đây, tao chế để nó nóng, nóng quá, nóng quá. Wow, rồi. Ôi, thở ngon. Đây nó đâu sạch. Ừ. Rồi. Ôi, trời ơi, à đù dữ à. Ok bạn ơi, bây giờ anh em mình đã làm xong cái món tôm sú sốt siêu cay nha bạn. Anh em mình bây giờ thủ tục đầu tiên của anh em mình là sẽ cúng cho ông bà phước vật phước mại ở đây và ông tạ ông địa trong chủ đất này vì ăn tôm sốt siêu cay với tụi con nhá nha ông bà ơi. Ông bà lần này em không dám ăn lần nữa. Ông bà phước vật phước mại, ông bà chủ của đất này và ông tạ ông địa ở đây đi ngang đây về ăn tôm sốt siêu cay cho tụi con, rồi phù hộ độ cho tụi con sau này làm clip càng ngày càng được chất lượng hơn và hay hơn để gửi tới tặng tới tất cả bạn bà ơi. Có khi nào mới bồn bầy cung cài qua chào ăn nội này mình đó bà, tao là ông bà nè, ông bà xuống cao đó mày mà ông bà hả? À, không nói cái đầu gì à, về mua heo quay cúng cho tao nha, cái đó mày mua đi. Nhìn ra cái ngoài mắt đập vô mắt mình là thấy là nó cay lè lử, đập vô con mắt nâu mắt á. Thấy vậy, đập vô mắt mình thấy là cay lè lử đó chứ còn khỏi cần phải ăn là anh em mày đã biết nó cay thế nào rồi đó. Đây chén nước sốt nè, ba cái chén nước chấm của anh em nha bạn. Đây nè, trời siêu ớt. Trời ơi, nó siêu cay mà phải chấm với cái chén siêu đỏ là mới cái mỏ mình nó mới lên cái quặng nữa. Này nặng chanh vô bạn. Nhìn cái muốn siêu thị luôn. Siêu thị luôn đi trời. Đó, bây giờ mình sẽ cho miếng chanh vô cho nó chua chua nha bạn, rồi mà chấm với tôm nó ngon. Đó. Trời ơi, mấy cái chấm mình thơm nữa nha bạn. Hoành tráng rồi đó. Tiếp rồi nha. Tại vì hôm nay anh em mình đã trú ẩn ở đây là 2 ngày 2 đêm nha bạn. 48 giờ rồi đó, trời anh em tội rồi. Đó. Hồi đó anh em mình review xong cái món thịt và cuốn bà xong cái món thịt này thì anh em mình sẽ cuốn chạy luôn nha các bạn. Anh em mình sẽ về nhà anh em mình luôn.
khi nào tất cả các bạn có thích anh em mình thử thách sinh tồn tại đây nữa thì các bạn hãy cho anh em mình một lời bình luận và một lời góp ý để anh em mình sẽ làm thực hiện thêm vài ngày nữa nha các bạn. Nếu tất cả các bạn có yêu thương anh em mình thì các bạn hãy chung tay đồng lòng subscribe kênh cho anh em mình có thể đạt được cái nút vàng trong năm nay các bạn. Anh em mình rất mong mỏi và rất mong mỏi luôn. Thôi bây giờ ông bà đã ăn xong rồi, cho phép tụi con được ăn tôm sốt siêu cay nha ông bà ơi. Bây giờ anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn tôm sốt siêu cay với anh em nha bạn. Đây, bữa trước anh em mình làm cái món bạch tuộc sốt siêu cay, cũng có nhiều bạn đã bình luận anh em mình kêu làm cái món tôm sốt siêu cay nha bạn. Hôm anh em mình đã làm cái món bạch tuộc siêu ngon rồi, bữa nay anh em mình ăn thử cái tôm này coi nó ngon tới cỡ nào ha. Thôi bây giờ anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn tôm với anh em mình nha bạn. Hôm nay siêu xưng cái mỏ, siêu phù mỏ hả? Bữa nay xiên xưng cái gì vậy? Xin mời tất cả các bạn nha, này bước đây nè. Trời ơi, chạy nước chấm thần thánh thì cho quết vô cái dính rẻ mạt à. Đây xin mời tất cả các bạn nha. Trời ơi, nó cay má ơi. Quá đã. Tiếp không? Quá quýt. Thôi mời bạn ơi. Mời bạn nha bạn. Cẩn thận tuyệt vời luôn. Mời bạn nha. Wow. Tôm mặn mặn ngọt ha, trời đã cay. Dạ bạn nha bạn. Không nghe mùi gì hết trơn hả? Sao cay dữ hả? Không cay không lẹ lưỡi, không cay đâu chưa. Là sốt siêu cay mà không cay dữ không anh? Nói chung thì anh em mình làm ra cái mâm tôm sốt siêu cay này thì anh em nào ăn được bao nhiêu ăn nha, chứ đừng cố gắng quá. Tại vì cái vị cay nó sẽ không tốt cho sức khỏe nên anh em ăn được bao nhiêu thì anh em cứ ăn. Còn mình ăn cay được thì anh em mình cứ ăn nhiều nha bạn. Chứ các bạn đừng làm theo những cái món cay vậy các bạn. Không tốt sức khỏe, mong tất cả các bạn đừng làm những cái món cay giống anh em nha. Đây xin mời tất cả bạn nha. Ông không tốt thôi chứ tôi tốt ạ. Tôm dọn đã. Mời bạn nha. Ăn lũ giỏi lại khớp khớp ngon. Trời ngon. Khớp rẻ không anh? Cay quá không cay mình. Hai con trời. Quá đã thật đó. Ăn mà nút nó qua tay ngon. Ê, ông còn thiếu không? Thiếu gì nữa không anh? Ăn dầm. Lắm hả? Ừ. Để làm con tôm đó hả? Đó chấm như vậy nha bạn. Cái dạng chấm của anh em mình quá đã không? Đây xin mời tất cả bạn nha. Tôi thử miếng cái nấm cầm chầm coi. Quá đã thật chứ. Mời bạn nha bạn. Chấm này cái nữa. Mời bạn nha. Oh my god. Giòn yếu thiệt quá. Tôm của anh em mình là để nguyên vỏ, các bạn ăn cái lụ giòn ngon lắm. Các bạn đừng lột vỏ ra. Tôm nhỏ nhỏ này các bạn đừng lột vỏ. Lột vỏ ra thịt nó mềm ăn không ngon đâu. Để nguyên vỏ này các bạn ăn lụ giòn lắm. Bà ông thấy tôi giống mấy bà đi đám giỗ không? Dạ. Ngồi vậy nè. Dễ ăn. Đây xin mời tất cả các bạn nữa nha bạn. Ngon lắm bà ơi. Vỏ nó có cái canxi không sao? Mở canxi. Vô đi. Mọi người có canxi cay hay gì vậy? Cũng đã. Đánh phương trăm rồi. Mời bạn nha. Hút thấy thèm mà. Thơm thơm à, mời bạn nha. Ui đã. Ngon lắm bà ơi, cái vỏ của nó giòn lắm. Bây giờ các bạn đừng có lột vỏ đúng không? Có vỏ ngon không? Nãy lột vỏ ra là sai lầm liền. Lột cái vỏ ra đâu còn ngon nữa. Nè, quét vô đây nha bạn. Đó, quét thì cái nó chấm hẳn là nhiễu nè. Đó, đây xin mời tất cả bạn nha. Ngon quá. Quá ngon. Mời bạn nha. Mời bạn nha. Đây xin mời tất cả bạn nha. Chấm vô đây cái là các bạn chơi nguyên con luôn mới đã. Đó, nè nhiễu nè. Đây xin mời tất cả bạn nha. Giòn. Mình tôm thì ngọt. Dây giòn dụm dụm luôn á. Bạn ăn tôm đỏ không? Từ trong ra ngoài luôn, đỏ rẻ mạt luôn. Ở cái đống ngoài một lớp dày bết luôn á trời. Ô cái này ăn một cái thì oh my god. Đây xin mời các bạn nha các bạn. Chấm nó nè. Phê vải. Trời cũng đã vải. Chấm vô. Mời bạn nha bạn. Đảo vải. Ngứa cái mỏ không bây đừng gãi luôn. Ngon quá. Nãy cô lẹ nó giới thiệu là kim châm ngon các bạn. Giờ mình sẽ thử một miếng kim châm thử coi sao ngon nha. Vô các bạn luôn. Đây. Vô bạn ơi, xin mời các bạn nha. Đó. Sướng. Giòn. Giòn ngọt. Quá đã thật cho. Quá cay luôn. Ôi trời. Ngon hả bạn nha bạn. Con nấm kim châm ngon quá. Đúng rồi. Giòn, ngọt luôn. Năng có vị sột 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 nữa. Làm miếng nữa coi. Nữa hả? Mời bạn nha.
mặt ngầu vậy hả? Ăn gì mồ hôi ra mặt cái bích dịch vậy hả? Mặt cô ăn mồ hôi gì hết hả? Không phải. Bộ cái mà. Nó nghe nè. Ăn đừng liếm môi nha. Nhìn cái mặt cô lẹ. Mồ hôi ướt nó yếu xìu á. Chảy rộp rộp luôn kìa. Đi xem chán. Đi gần nó rất cay nhưng mà rất ngon nha bạn. Điếp lắm. Mời bạn nha. Nó liếm luôn á. Vô vô bạn. Đây à, vô với anh em mình nha bạn. Đó, quá đã. Giống như cái mâm tôm này. Anh em mình thử thách 48 giờ bên đây. Xong rồi anh em mình ăn lại cái cho nó đã cả nha bạn. Hôm nay anh em mình ăn là 2 ngày 2 đêm anh em mình ăn cá rô phi luôn đó. Ừ, cá rô phi ngon chết luôn. Ừ, cao lên cái vậy. Vô bạn ơi. Tôm ngọt. Đã. Ngon lắm mày ơi. Ăn kiểu này thứ nào chịu nổi trời. Ủa đã bạn. Ê, con bạn tôm nha. Con tôm này mình đâu có bỏ một miếng dưỡng đâu. Hồi nãy mình xào nó ra nước không? Cái mình đổ vô mình sốt dưới ớt lại cái là vô đây chân thấm lại chân là bởi vậy ngọt ngay luôn. Phun dinh dưỡng. Có ai hỏi càng tay mà lớn hết trơn đó. Bé sầu á. Mày sầu hỏi càng hả? Càng. Vậy con hồi đó con que que đánh trống hả? Đánh trống là con le le. Ồ con le le phải con que que. Đúng rồi. Bữa con que que không? Là đánh trống hỏi càng cái gì? Ờ chấm nước chấm ta nãy giờ muốn còn cạn khô luôn trời. Đây xin mời các bạn ơi. Quá đã. Trời không đã. Ngon lắm. Ôi. Ăn hồi nó chắc môi đi nhé. Nghe hứa lợi luôn quá. Đã. Chưa nghe bạn. Ngon bạn ơi. Đừng có nữa coi. Ngon quá mà ăn ngon bạn ơi. Có lý luôn. Đây xin mời các bạn vô bạn ơi. Ngon lắm bạn ơi. Mở nóng mới xìu hả? Trời ơi, ngồi nhìn ô đã. Phê vải. Nè, nhìn tao liếm nè. Là con trai hạch tiệt. Mời nó quét cái đùi ra. Dảnh nó ngon nè. Không sao, cái ghế ngon nè. Ngon giống đẹp gái vậy. Nói bạn nha. Cắn cái thịt nước luôn rồi. Vô làm sao? Vô. 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 Con bô đi cô. Mở bạn nha. Vô. Này ngon cô lẹ. Ngon. Xin đồn sao ăn đã ha. Phơi vải. Thấy xin đồn hoài luôn đi. Nữa hả? Xin đồn hoài luôn đi. Ngon quá. Con tôm mình nó giòn, giòn lắm giòn luôn. Mà ăn luôn cái vỏ ngon. Cái vỏ nó giòn nó đâu có dai đâu. Nó không cứng, nó mềm bộ. Sao tôi mới ăn con tôm này ngọt dữ ta. Thấy hả? Ừ. Đây. Đó con tôm bạn ơi. Cậu cò lại đã không? Trời quá ngon luôn. Đây xin mời bạn nha. Phải chấm với cái này nữa mới ngon nha bạn. Đó. Quết nè. Trời hôi chảy nè. Ồ quá ngon. Đây xin mời bạn nha. Đó chấm vô con tôm nè. Quá. Quá. Thử nguyên con ơi. Mời bạn nha. Ú chà. Ú chà. Ú chà chà. Ú là la. Ú là la. Vô nha bạn. Trời ơi. Sao con tôm nhỏ vậy? Con tôm gì bự vậy? Con tôm chà phá lửa. Đây vô bạn ơi. Quá lạ. Bà nhớ đánh cho. Bà đâu vậy? Đó, em tự rồi đâu có đây. Nhớ đem tôi hình cục thịt bò vậy nha. Mày kêu ông thùm hồi nó gió hổi bay cái mầm hết ăn luôn bây giờ. Đâu bây giờ đang ăn ngon không thần. Tôi sợ hồi có con dượng nó trộn nguyên nãy chuối xuống á. Thiên kêu bà chưa cho bay làm gió mà sao bay sao mà sao mà bay giá bay. Đây xin mời các bạn thêm coi các bạn. Nãy giờ anh em mình ăn cũng rất là nhiều rồi đó. Nãy giờ anh em mới đợi ba có nửa gà. Thằng nào mới đi có nửa gà không mà muốn đứt cái mâm tôm mình nha bạn. Đây xin mời bạn nha. Con này mất đầu rồi. Hoàng hậu không đầu. Thơm. Mời bạn nha. Lúc nãy anh em mình xào tôm á, anh em mình có bỏ gia vị vô, bể thấm trong con tôm á. Cúc cần cắn ở mấy ngoài nó có vị ớt với vị chua chua của cà chua. Mà Cúc cắn mạnh vô trong cái xịt cái nước con tôm ra mặn mặn ngon lắm luôn. Vừa ăn đã lắm. Mà thịt tôm nó ngọt á. Chân cá tuyệt vời. Bếp. Phê vải. Thôi anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn chung anh em mình một con tôm đi bạn. Rồi anh em mình xin kết thúc clip này tại đây nha bạn. Nếu tất cả các bạn có thích cái món này thì các bạn hãy về làm thử. Mình bảo đảm bạn ngon lắm luôn. Nhưng mà các bạn hãy nhớ kỹ một điều là giảm cấp độ lại nha. Các bạn ăn cay được bao nhiêu thì các bạn hãy nêm dừa ăn cay thôi nó mới ngon. Còn nếu mà các bạn là mà ăn cay không được mà các bạn làm cay quá là nó không ngon. Mắc gì đi gì ngon của tôi bạn. Đây anh em mình xin mời tất cả bạn thêm con nữa nha. Mời bạn nha. Đây 1 2 3 vô. 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 1 2 3 vô. 3 4 ăn. 5 6 ăn. Vô các bạn. Trời nút tôi vào tay đã.
ngon, vui từng sự ngon luôn. Các bạn bắt tuần hôm hôm bữa hôm anh em mình làm ngon, bữa nay còn ngon hơn nữa, ngon nữa, giòn nữa, đã bếp luôn á. Thịt to các bạn cắn ra xong nó xịt trong họng các bạn, trong miệng, trời ơi, ngọt ngay luôn, ngay luôn đó. Rồi nãy giờ anh em mình đã chia sẻ tới tất cả các bạn cái món tôm sốt siêu cay. Bây giờ anh em mình sẽ ngưng clip ở tại đây nha các bạn. Nếu tất cả các bạn có thích cái món ăn này thì các bạn hãy cho anh em một like và các bạn tặng cho anh em một thêm một chia sẻ nha các bạn. Và các bạn hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em mình và xem tiếp những clip tiếp theo. Thôi bây giờ anh em mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye bye.